Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bài đầu tiên trong chuỗi series về module SIM 800, module GPS, Neo 7 và kết hợp cùng với STM32. Thì ở bài đầu tiên này mình sẽ giới thiệu về một cách tổng quan nhất về module SIM. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ có nội dung là gồm 3 phần. Phần thứ nhất là về giới thiệu về module SIM 800. Thứ hai là chuẩn bị những gì khi bắt đầu thực hành với con loại module SIM này. Và cuối cùng đó chính là về việc kiểm tra và một số lưu ý khi sử dụng. Ở bài đầu tiên thì mình module SIM là nó một cái dòng module mà để có rất nhiều cái đã được áp dụng ở trong đời sống. Về cái ba chức năng chính đó chính là tracking, GPRS và gọi điện và nhắn tin. Thì ở tracking này thì có ứng dụng về chẳng hạn, nó nhìn thấy ở đây đó chính là việc mà có thể tracking vị trí của thiết bị, ở đây là xe ô tô, trên bản đồ thông qua điện thoại có kết nối và máy tính có kết nối với Internet. Thì tiếp đến đó chính là ứng dụng của GPRS. GPRS đó chính là 2.5G, hay nói cách khác là bạn có thể truy cập được với Internet thông qua con module SIM này. Thì ở một cái khoảng cách là vô cùng lớn, có ở đâu có phủ sóng thì ở đấy có thể dùng GPRS. Thì tiếp ở đây là ứng dụng về nông trại thông minh. Khi mà người ở những cái vùng nông trại lớn ấy, người ta muốn có thể quan sát được các cái chỉ số và cập nhật các cái chỉ số về liên quan đến như là độ ẩm, nhiệt độ của những cái cây trồng, những cái khu vực trồng nuôi trồng ấy, thì người ta sẽ không cần phải đến trực tiếp đến nơi, mà người ta sẽ quan sát một cách gián tiếp thông qua các cái thiết bị, và có thể để từ đó đưa ra được những cái giải pháp và cách xử lý một cách kịp thời khi mà có sự cố xảy ra. Còn ở cái chức năng cuối cùng đó chính là việc gọi điện và nhắn tin. Đây hầu như là sẽ được sử dụng trong cái việc cảnh báo. Thì ở đây có một cái sản phẩm là GSM Smart Z, thì là nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà cảnh báo tới cái thiết bị di động mà được cài đặt ở đấy. Hay ở đây được nói là khi mà có một cái sự cố gì đó xảy ra thì nó sẽ gọi điện và nhắn tin, và gọi điện đến cho cái người được cảnh báo đã được cài đặt ở trong thiết bị này, để giúp cho người cảnh báo có thể biết được là có những cái sự cố gì đang xảy ra, ví dụ như là nhà có trộm chẳng hạn, hoặc là về việc mà cháy nhà, hay là vấn đề gì đó rất nguy cấp. Tiếp đến là về phần giới thiệu một chút về những cái hãng sản xuất module SIM. Ở trên thị trường này thì là mình sẽ có rất khá là nhiều cái hãng sản xuất, nhưng mà ở đây nổi tiếng nhất vẫn chỉ là ba hãng là Quitech, Simcom và iThinker. Ở Quitech thì tiêu biểu là nó sẽ có cái dòng SIM M35, có thể thấy ở những hình ảnh, và ở iThinker thì nó là dòng SIM A9, và phổ biến và tiêu biểu nhất đó chính là dòng Simcom, và mình sẽ đi vào trọng tâm nhất đó chính là dòng Simcom 800 và dòng SIM module SIM 800 và 900 của hãng sản xuất Simcom. Thì tại sao lại là module SIM, SIM của Simcom? Thì ở đây thì mình sẽ có dòng SIM 800 cùng với 900. Thì mình sẽ đi tập trung vào dòng SIM 800. Thì về cái mức độ phổ biến ấy, thì có lẽ dòng SIM module SIM 800-900 của Simcom là nổi bật nhất. Và rất nhiều bài viết hướng dẫn, video demo, cốt mẫu cho Arduino cũng như một số dòng video khiển khác là rất nhiều trên Internet, bạn có thể tham khảo. Và đồng thời đó là giá thành tương đối rẻ, thiết kế phần cứng đơn giản và nhiều nguồn tài liệu tham khảo. Và cuối cùng đó là về tập lệnh điều khiển AT cho Simcom tương đối đơn giản, nên các bạn mới bắt đầu có thể làm chủ một cách nhanh và dễ dàng nhất. Nếu chỉ dừng lại ở mức độ điều khiển nghe gọi và nhắn tin thì các dòng module SIM đều gần như nhau và có thể dùng một cách đơn giản. Nhưng mà nếu mà đi sâu vào cái phần về server FTP, HTTP, MQTT thì bạn sẽ nhận thấy cái mức độ phức tạp và hữu dụng của từng cái loại SIM khác nhau. Tóm lại là với những cái bạn mới bắt đầu làm quen thì nên bắt đầu với dòng Simcom. Nếu đã làm chủ được và bắt đầu triển khai những dự án lớn hơn ấy, thì mình sẽ bắt đầu mới đi vào về phòng SIM Quitech và SIM A9. Tiếp đến là về mình sẽ nói qua, mình sẽ đi vào cái vòng SIM 800 nhiều hơn, vì vòng SIM 900 chính là một phiên bản cũ của dòng SIM 800. Và ở dòng SIM 800 ấy, thì sẽ có rất nhiều cái nhiều loại, đó là SIM 800L, SIM 800H, SIM 800A, SIM 800C. Chúng nó khác nhau ở chỗ là có thêm những cái chức năng mới, nhưng mà để chẳng hạn như là sử dụng sóng radio hay là Bluetooth.
Nhưng mà vì ở đây trong series này mình sẽ chỉ đi vào những cái chức năng cơ bản như là gọi điện, nhắn tin và GRS, GSM location. Chính vì thế mà mình sẽ sử dụng Osin 800L này sẽ xuyên suốt cái bài học cái series này luôn. Thì ở đây phía trước của mặt modem SIM này đó chính là cần quan tâm đến là anten của nó. Đây là chỗ để cắm anten để giúp cho mình có thể truyền thông dữ liệu được. Thứ thứ hai đó chính là về phần vỏ modem SIM. Ở trên vỏ modem SIM này nó sẽ ghi rõ là mình đang sử dụng cái loại nào. Ở đây là SIM 800L. Và cuối cùng và quan trọng nhất đó chính là về phần con LED mà có thể báo trạng thái của con modem SIM đang hoạt động ở trạng thái nào. Và ở phía sau của modem SIM nó chính là về về khe SIM. Và bạn phải chú ý một điều là mình phải cắm cái SIM này sao cho đúng chiều với nó, nếu không nó sẽ không hoạt động. Tiếp đến là về phần chuẩn bị những gì khi bắt đầu với tìm hiểu một con SIM, thì là mình có hai cái tài liệu chính, đó chính là tài liệu về các cái tập lệnh AT hỗ trợ trong việc mà giao tiếp và cấu hình với con modem SIM. Thì bạn có thể lên với hãng SIMCOM để mà có thể download được tài liệu này, hoặc là bạn có thể xem ở phần mô tả video và download tài liệu, mình có đính kèm link ở phía dưới. Tiếp theo là bạn phải cố gắng tìm được cái phiên bản nào mà càng mới nhất càng tốt, vì nó sẽ cập nhật được các chính xác hơn về các cái tập lệnh AT. Tiếp theo là phần phần thiết kế phần cứng cho nó, thì cũng có một cái tài liệu liên quan, đó chính nó sẽ hỗ trợ cho bạn trong việc mà thiết kế phần nguồn làm sao, thiết kế khe SIM như thế nào, thiết kế phần giao tiếp hay là chân đèn tín hiệu của con modem SIM như thế nào. Tiếp đến là về phần nguồn cấp, đây là một phần rất là quan trọng trong con modem SIM. Thì nguồn cấp của nó sử dụng điện áp là 4V, đây là một cái điện áp mà khá là khác biệt so với những cái dòng vi điều khiển thì sử dụng điện áp tầm là 5V hoặc là 3,3, nhưng con này đã sử dụng điện áp 4V. Chính vì thế mình cần phải điều chỉnh mức điện áp xuống để có thể làm những cái dự án mà liên quan đến việc giao tiếp giữa con vi điều khiển và con modem SIM. Mình sẽ sử dụng một con diode để hạ từ 5V xuống, hoặc tạo một cái nguồn đúng giá trị 5V. Và cái cần phải chú ý đó chính là việc mà mình sử dụng nguồn 4V là một phần, nhưng mà mình phải cung cấp đủ một cái dòng tối thiểu là 2A cho con modem SIM này. Cùng với đó có thể là kết hợp thêm một cái tụ nữa để đảm bảo những cái việc hoạt động ổn định của con modem SIM. Tiếp theo là các bước kiểm tra khi bạn đã thiết kế được phần nguồn này. Bạn đã cắm kết nối phần nguồn với con modem SIM này thì bạn sẽ có thể quan sát được cái trạng thái đèn LED ở trên cái module này. Thì khi mà đèn LED blink với chu kỳ 1 giây thì có nghĩa nó đang chưa kết nối với mạng di động, mạng điện thoại ấy, nghe gọi. Còn là về phần khi mà blink với giây 2 giây, 3 giây thì có nghĩa là nó đã kết nối thành công với mạng di động và bạn có thể nhắn tin gọi điện. Tùy khi mà blink với chu kỳ 2 giây thì nó đã kết nối với mạng GPS và đang hoạt động một cách bình thường. Theo là các bước kiểm tra, thì đầu tiên là bạn phải luôn kiểm tra nguồn. Như mình đã nói, nguồn rất quan trọng, phải đảm bảo được việc là 4V và dòng phải là 2A trở lên. Nếu không thì nó có thể sẽ bị sập một cách rất là bất kỳ, chính vì thế là mình không kiểm soát được. Tiếp theo là về kiểm tra cái chiều thẻ SIM đã cắm đúng chưa. Cái thứ ba là kiểm tra xem là gắn anten hay chưa. Và cái cuối cùng đó chính là kiểm tra trạng thái khi mà bạn đã cấp nguồn, cắm thẻ SIM và gắn anten một cách chính xác. Thì đây là cái bảng trạng thái của cái đèn LED sẽ nhận nháy, và mình có thể xem được cái bảng này ở trong cái tài liệu Hardware Design. Và ở đây là thiết kế cái phần đèn LED, đây chân LED light đây, thiết kế cái phần đèn LED khi mà bạn thiết kế mạch cho nó. Tiếp đến là một số lưu ý khi sử dụng. Nguồn cấp không đủ nên chọn nguồn bên ngoài là 2A trở lên, dây nguồn phải loại lõi dày, dẫn điện tốt. Không nên sử dụng nguồn PC bởi vì là nguồn PC sẽ không thể cấp đủ dòng điện cho nó. Tiếp đến là kiểm tra chiều thẻ SIM và thẻ SIM xem còn hoạt động hay không, hay là còn tiền hay không. Và cuối cùng là cái cách kiểm tra khi mà bạn đã cấp nguồn, làm tất cả các thao tác ở phía trước một cách đầy đủ. Thì bạn đợi đến 30 giây đến 1 phút, sau đó bạn sẽ sử dụng cái điện thoại của bạn và gọi đến cái SIM mà bạn sử dụng cho cái module SIM này. Nếu mà đổ chuông thì xem như là nó đã hoạt động một cách bình thường. Video của hôm nay đến đây là kết thúc. Ở những bài video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về các cái liên quan đến hardware, chân và các cái ứng dụng của nó. Vâng, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.